Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ, ngày 26 tây tháng 11 là ngày lễ Black Friday và hôm nay đã là ngày thứ bảy tại Việt Nam rồi. Nhưng mà thường đó, thì thứ sáu thường không có làm video. Nhưng mà ngày hôm nay Thuận muốn dành thời gian để mà làm một cái video ngắn để mà chia sẻ với các bạn. Thuận đang lý đâu là đang lý đâu là sẽ đi ra ngoài một chút nhưng mà Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ trước khi mà ra ngoài. Tại vì hôm nay đó chúng ta thấy được là đột ngột thì các bạn thấy là giá của BTC đó ngày hôm qua vẫn còn đang là rất là tốt Các bạn thấy được hôm qua giá đã đẩy lên tới mức là hơn 59.000 đô Nhưng mà chúng ta lại thấy là có một cái đợt xả hàng Dẫn xuống là BTC xuống chỉ còn có 54.000 đô ở thời điểm hiện tại mà thôi Và mức thấp đó là cái tên khoảng chừng 7-8 tiếng Là mức là khoảng 53.500 Thì chuyện gì đang xảy ra và các bạn có lo lắng hay là không thì thật ra là có hai điều à, thường nghĩ là dẫn đến cái sự đi xuống giá trong ngày hôm nay sau khi mà có sự tăng ngày hôm qua thì chúng ta thấy được đó là không chỉ riêng bitcoin khi bitcoin đi xuống thì các bạn thấy được là cả thị trường là một màu đỏ chúng ta chỉ có một số đồng là màu xanh mà thôi nhưng mà phần lớn các bạn thấy là màu đỏ và màu đỏ đậm như là đi xuống cũng nhiều đó chúng ta nhìn vào những đồng lớn thì các bạn thấy được là BTC uh, trong vòng uh, 24 giờ qua thì xuống 8,5%, thì khi mà thằng Zoom vào các bạn thấy được những đồng khác thì cũng xuống phần trăm tương tự mà thôi, tại vì Bitcoin vẫn là cái xu hướng chung của thị trường. Các bạn thấy được là Ethereum thì vẫn xuống, uh, Binance cũng xuống phần trăm tương tự 7-8%, uh, Solana xuống 9%, Cardano cũng xuống phần trăm tương tự, XRP thì cũng vậy. Nhưng mà các bạn thấy được là nhìn vào cái cột 7 ngày để chúng ta vẫn có một số đồng Tính ra thì vẫn là màu xanh trong vòng 7 ngày qua chúng ta coi những đồng như là Ethereum, đồng BNB và thực ra phần lớn là màu đỏ ngày hôm nay. Và nếu chúng ta nhìn vào trong cái thớp 100 này đó thì các bạn thấy được là chỉ có một đồng mà có sự tăng trưởng à, hai số là đồng Gala tăng 10,5% phần lớn là màu đỏ như các bạn thấy trên màn hình. Nhưng mà xuống nhiều nhất trong vòng 2 4 giờ qua đó là đồng CRV, đồng đào token, đồng Curve này đó trong vòng 7 ngày qua vẫn tăng là 28% và Harmony thì xuống 14% nhưng 7 ngày qua vẫn tăng là 14%. Thì nếu nói là xuống mạnh ngày hôm nay đó thì hôm nay là màu đỏ nhưng mà nếu nói là những đồng mà xuống thật mạnh đó, thì cũng không năm nào có được xuống quá mạnh. Các bạn thấy được 16% ngày hôm nay. Trong khi mà các bạn thấy được là những đồng lớn thì xuống khoảng chừng là 7 cho đến là 9%. Như là chúng ta mới vừa nói tới. Còn tăng mạnh thì cũng không có bao nhiêu đồng gọi là màu xanh ngày hôm nay đâu. Thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Trước hết thì thường muốn các bạn nhìn vào giá cả. Thật ra chúng ta nói là giá cả đi xuống mạnh thì cũng không có đúng lắm. Các bạn thấy được là tuy là hôm nay là màu đỏ nhưng mà các bạn nhìn vào cái xu hướng của BTC đó. Thì cách đây không lâu là chúng ta đã rất là vui vẻ khi mà Bitcoin qua khỏi 45.000 rồi qua khỏi 50.000. Bây giờ Bitcoin là 54.231 và chỉ gì các bạn đã thấy được là giá của BTC đó là ngày 10 tây tháng 11. Lúc đó là giá khoảng chừng là 69.000. Thì từ ngày 10 tây tới bây giờ đó chỉ có khoảng chừng là hai tuần mà thôi. À, cho nên các bạn mới cảm thấy đó là giá cả đang xuống mạnh. Nhưng mà thực ra các bạn thấy được giá cả bây giờ đó là một giá mà chúng ta đã từng chờ đợi cách đây à, không lâu cách đây khoảng chừng là hơn một tháng đó là cái giá này là một mức giá mà nhiều bạn cũng đã cảm thấy vui rồi nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới là tại sao mà giá cả nó đi xuống thì có hai điều điều đầu tiên đó là các bạn thấy được là tình hình là tình hình chung chứ không phải là chỉ riêng ở trong thị trường crypto các bạn đã thấy trên màn hình đó chúng ta nhìn vào những chỉ số chứng khoán đi thường zoom vào để các bạn thấy được là chỉ số chứng khoán của hoa kỳ hiện bây giờ đó là bây giờ là cái phiên chứng khoán Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục thì chúng ta thấy được là cái phần trăm đi xuống đó của chỉ số Dow Jones là 2,53%, S&P 500 cũng tương tự và Nasdaq thì cũng tương tự. Tất cả những chỉ số này được xuống là hơn 2%. Các bạn thấy được không chỉ riêng là chứng khoán Hoa Kỳ mà chúng ta nhìn vào chứng khoán ở châu Âu thì cũng xuống 4%, 3%, 4%. Các bạn nhìn vào chỉ số liên quan châu Á thì cũng có một màu đỏ vàng thì hôm nay đây là đi hàng ngang các bạn thấy là chỉ tăng có 0,02 phần trăm coi như là đi hàng ngang ngày hôm nay nhưng mà đương nhiên các bạn thấy được là crypto thì đi cùng xu hướng với lại chứng khoán và điều này đó đó, một trong những điều mà các bạn cũng phải nên hiểu hiện bây giờ là crypto đang được lưu trữ bởi rất là nhiều à, những cái nhà đầu tư lớn ở phố wall thì chúng ta nhìn vào tin tức đó, tại sao mà chúng ta lại thấy một màu đỏ trong thị trường tài chính nói chung đó, thì tin tức à, lớn nhất ngày hôm nay nhiều bạn có thể cũng đã nghe rồi đó chính là chúng ta có thêm một cái biến thể dịch bệnh nữa và cái biến thể này đó là một biến thể mà làm cho uh, nhiều cái chính quyền ở châu âu lo ngại và hiện bây giờ thường nghe nói là đã có um, chín cái uh, nước của châu phi là không được uh, đi máy bay qua bình châu âu nhưng mà thường sẽ không đi vào chi tiết liên quan tới biến thể này là như thế nào thường chỉ muốn chia sẻ với các bạn là một trong những lý do dẫn đến thị trường màu đỏ ngày hôm nay thị trường cổ phiếu và thị trường crypto đó chính là cái sự lo ngại liên quan đến biến thể của uh, dịch bệnh hiện bây giờ và đương nhiên cái sự lo ngại này đã đến là biến thể này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế đối với cái chuỗi cung ứng à, tài nguyên tại vì các bạn thấy được là bây giờ đó tài nguyên nó đã khó khăn để mà di chuyển rồi dẫn đến là chúng ta thấy được là hàng hóa nó có cái sự tăng giá tại vì không dễ dàng để mà lấy đi những con chip để mà làm những cái xe uh, hay là các bạn không thể dễ dàng lấy vật liệu để mà làm nhà hay là làm bất cứ một cái gì đó khiến cho giá cả tăng thì cái dịch bệnh này đó có thể là biến thể dẫn đến có thể là tình hình xấu hơn đó là một số những cái sự lo ngại hiện bây giờ và đương nhiên có thể làm ảnh hưởng đến những cái thu nhập của công ty cho nên hôm nay chúng ta mới thấy màu đỏ trong thị trường chứng khoán và chúng ta cũng đã từng thấy hiện tượng này xảy ra trong cái đợt mà dịch bệnh này đó trong vòng 2 năm qua cũng đã thấy nhiều lần như vậy rồi à, các bạn thấy được là chúng ta nói tới là cái biến thể delta cách đây không lâu các bạn vừa nghe nói là biến thể đó có thể là khiến cho mọi thứ nó xấu hơn rất là nhiều nhưng mà các bạn thấy là bây giờ thường nhớ là biến thể delta vẫn còn thì chúng ta vẫn tiếp tục mà thôi và thị trường lại tăng sau đó và trước đó nữa thì các bạn đã nhớ là khi mà dịch bệnh bùng nổ Hoa Kỳ đó vào tháng 3 năm 2020 thì ngay lúc đó tình hình tương tự cũng đã xảy ra, chứng khoán xuống và đương nhiên là các bạn hiểu tôi cũng xuống theo tại vì sao? Tại vì nhiều người đó thì có thể là họ muốn là lưu trữ tiền mặt tại vì họ không có biết là tình hình kế tiếp sẽ ra sao, họ có thể nghĩ là họ cần tiền mặt để mà xoay sở trong cái thời gian này và đây là cái tình hình chung mà thường muốn chia sẻ ngày hôm nay là liên quan đến cái sự lo ngại về cái biến thể của dịch bệnh và thường cũng đã chia sẻ một cái thuyết đó nói một số những cái cảm nghĩ của thuần tại vì nhiều bạn à, muốn thường chia sẻ cảm nghĩ lên thế nào nhưng mà nào mà chưa có theo dõi thuần capital trên những mạng soi cũng đã theo dõi à, bằng cách là bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái thông tin như là các bạn thấy trên màn hình liên quan đến twitter facebook hay là telegram thì à, um, Thuận đã chia sẻ cách đây không lâu đó là chúng ta đang chứng kiến tình hình là nhiều người bán tài sản như là chứng khoán và crypto để quy ra tiền mặt vì lo sợ biến thể dịch bệnh. Nhưng mà các bạn hãy nên nhớ đó là Covid sẽ mãi biến thể tại vì các bạn thấy được chúng ta đã nghe nói rất là nhiều những cái biến thể rồi như là biến thể Delta cách đây không lâu và sau đó thị trường sao có đợt lo ngại thì lại có cái sự tăng trưởng kế tiếp. À, các bạn thấy được điều thứ nhì, nếu như mà thật sự là tình hình không tốt đó thì các bạn nghĩ là Fed cục chứ trữ của Hoa Kỳ sẽ làm gì thì tôi nghĩ là càng xấu đó thì Fed sẽ càng in tiền và giữ lại suất thấp thêm vào đó nữa đó là các bạn đã thấy được là lạm phát đã tới và có thể chúng ta chỉ mới chứng kiến cái sự bắt đầu mà thôi làm phát đó hiện bây giờ là nhiều người cho là cái điều dẫn đến phần trăm lạm phát cao là ảnh hưởng đến từ cái chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng có nghĩa là vật liệu không dễ dàng di chuyển như thường mới vừa chia sẻ với các bạn đó thì nhìn vào vận tốc của tiền bây giờ vẫn còn rất là thấp các bạn hiểu đây là vận tốc của tiền thì hiểu đơn giản vận tốc của tiền là gì? Vận tốc của tiền đó có nghĩa là một đô la đó thì nó xoay quanh cái nền kinh tế bao nhiêu lần, người ta sử dụng một đồng đô la đó bao nhiêu lần, càng nhiều đó thì có nghĩa là cái số tiền đó càng thấm vào trong nền kinh tế. Thì hiện bây giờ đó các bạn nhìn thấy đây là cái tài liệu đến từ uh, cục di ban của Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là cái vận tốc tiền bây giờ đang rất là thấp từ năm 1960 tới bây giờ thì bây giờ đang ở mức cực kỳ thấp và có nghĩa là cái số tiền mà in ra gần đây đó thì vẫn chưa có thấm vào nền kinh tế và khả năng là lạm phát vẫn còn sẽ tiếp tục thì giữa giờ ba điều này đó một trong những điều mà thường cảm thấy là khó hiểu nhất mỗi lần mà chúng ta nghe nói tới bất cứ một cái thông tin gì liên quan tới dịch bệnh là mọi người lại bán tài sản của mình thì thường hiểu tại vì à, người bán đó có thể là họ có lý do giống như là các bạn có thể là có những công ty hay những quỹ đầu tư họ bán tại vì là theo cái quy luật của cái quỹ của họ mỗi lần mà chuyện xảy ra thì họ cần phải có những chiến lược đã định sẵn cho nên họ bán vì có lý do hay là nhiều công ty họ có thể là bán chứng khoán hay là tài sản của mình để mà họ lưu trữ tiền mặt để có thể là họ trả tiền nhân viên nhưng mà những cái đợt đó nó có thể dẫn đến là giá cả đi xuống một chút rồi những người khác thì họ lại lo sợ lại bán theo nhưng mà trên thực tế các bạn đã thấy được là từ khi mà chúng ta nhìn thấy được khủng hoảng tài chính của năm 2008 cho tới bây giờ và chúng ta thấy được là năm 2008 đó thì Fed đã có những cái động thái cũng tương tự như là bây giờ in tiền hay là giảm lãi suất và cái đợt mà dịch bệnh này cũng không ngoại lệ. Năm ngoái các bạn đã nhớ là khi dịch bệnh mới bắt đầu thì Fed làm gì? Fed giảm lãi suất và in tiền và điều này khiến cho lạm phát tăng lên như là chúng ta đang chứng kiến hiện bây giờ, khiến cho những tài sản tăng. Nhưng mà mỗi lần mà chúng ta nghe nói tới dịch bệnh ấy, thì mọi người lại lo sợ giờ bán tài sản của mình. Mặc dù là những người đó không có cái lý do thực sự họ cần sợ tiền bây giờ. Chỉ cái sự lo sợ đó nhưng mà nghĩ ngược lại thì nếu như mà thực sự không không tốt đó thì fed có thể là sẽ tiếp tục càng in tiền và giữ lãi suất thấp đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn điều đầu tiên à, dẫn đến cái sự ảnh hưởng ngày hôm nay nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98. Điều thứ nhì nữa đó là chúng ta thấy được là ngày hôm nay là ngày thứ sáu và ngày thứ sáu của cuối tháng như thường đã chia sẻ tuần vừa rồi đó là chúng ta sẽ thấy một cái số lượng uh, lệnh option sẽ đáo hạn ngày hôm nay và thống kê đó là khoảng chừng 3 tỷ con số này con số thực sự là không có nhỏ và thường muốn chia sẻ cái hình ảnh trên màn hình này các bạn thấy được đó đây là cái hình ảnh được chia sẻ ngày 26 tây chi tiết đó là thường chúng ta không nhận được những cái thông tin này trước khi mà đáo hạn chúng ta chỉ nhận được cái này gần đến đáo hạn mà thôi thì cái điều mà các bạn cần phải thấy trên màn hình đó là chúng ta có hai cái thanh một thanh là màu xanh lá cây một thanh là màu xanh dương màu xanh lá cây gọi là cause option có nghĩa là đây là những cái lệnh hiểu đơn giản là những cái lệnh option đánh lên còn cái màu xanh dương đó gọi là put option hiểu đơn giản đây là những cái lệnh đánh xuống thì các bạn thấy được là có một cái đường chấm chấm này nó gọi là max pen là năm là 58 ngàn. Hiểu đơn giản đó, nếu như mà giá cả của BTC xoay quanh 58 ngàn đó thì rất nhiều những cái lệnh cost và lệnh put đó sẽ coi như là vô giá trị, có nghĩa là sẽ mất hết. Cái điểm mà nhiều nhà đầu tư đó sẽ mất hết tiền đó chính là khi BTC xoay quanh 58 ngàn khi mà bitcoin hơn 58.000 đó càng hơn 58 càng nhiều đó thì những người mà đánh lên đó, những lệnh kho màu xanh lá cây này sẽ có lời rất nhiều khi mà dưới 58.000 đó thì những người mà có màu xanh dương này để lệnh put sẽ lời rất nhiều cho nên cái điểm mà chúng ta thấy được trên màn hình là 58.000 có nghĩa là giá cả đó thường đến dần ngày đáo hạn đó thì càng đến dần thì giá cả càng có cái sự dao động đi theo một cái xu hướng và trong cái trường hợp này đó thì cái giá nó sẽ không đi theo xu hướng là khoảng chừng xoay quanh 58.000 mà phải hơn hay là xuống và ngày hôm qua các bạn đã nhớ là giá cả xoay quanh cái mức nào 58 59.000 nếu như mà giá cả BDC ngày hôm nay đó ở thời điểm này là 58 59.000 thì chúng ta có thể thấy được là rất nhiều người sẽ mất tiền khi mà họ có những cái lệnh option này và hiểu đơn giản hơn đó thì thường là bên nào có lời nhiều thì giá cả thường sẽ bị đẩy về bên đó. Chúng ta đã từng chứng kiến nhiều tháng rồi và đây là thống kê được chia sẻ, đây là bài viết ở trên Telegraph thì khi mà thằng zoom vào đó các bạn sẽ thấy được là ở cái mức mà dưới 56.000 chúng ta sẽ có chỉ có 720 lệnh đánh lên nhưng mà tới 7.490 lệnh đánh xuống và cái mức này đó thì cái số lợi nhuận là cao nhất là 365 triệu sẽ thuộc về bên đánh xuống còn các bạn thấy được là từ 56 tới 58 000 đó thì chúng ta thấy được là có 125 000 cũng là thuộc về bên đánh xuống. Từ 58 tới 60 000 đó thì coi như là hai bên dừng như bằng nhau. 3.600 lệnh đánh lên và 3.850 lệnh đánh xuống. Thì coi như là cái phần mất rất nhiều nếu như mà giá cả xoay quanh 58 000 như thường mới vừa chia sẻ và chúng ta thấy được là từ 60 đến 62 ngàn đó thì đương nhiên sẽ nghiêng về cái bên đánh lên và cái bên đánh lên sẽ hưởng cái lợi ích là lên tới 230 triệu thì cái con số cao nhất là 365 triệu là dưới 56 ngàn đô thì các bạn đã thấy rồi giá của BTC bây giờ là khoảng 54 ngàn thì đây cũng là một trong những cái yếu tố mà thường nghĩ cũng ảnh hưởng đến giá cả của ngày hôm nay à, ngoại trừ cái thông tin liên quan tới dịch bệnh ra chúng ta có cái thông tin là có những cái uh, lệnh đáo hạn ngày hôm nay liên quan tới thị trường option và điều này đó thì chúng ta thấy đó là hôm qua khi mà chúng ta thấy giá cả tăng lên đó, thì đây là cái biểu đồ ở trên Classno để xem coi là còn bao nhiêu BTC đang có lời thì khi mà giá cả tăng hôm qua ở mức là khoảng 58.900 thì cái số lượng BTC có lời đã tăng trở lên là 89,5% phần và điều này đó cùng với lại là chúng ta thấy được là những cái lệnh uh, futures vẫn còn rất là nhiều. Thường đã chia sẻ hàng ngày với các bạn là những cái lệnh futures còn rất cao. Như là chúng ta thấy là khi mà thường zoom ra đi, tính theo ngày đó thì cái lệnh future bây giờ cao ngang hàng với lại cái lúc mà chúng ta thấy được là hồi tháng 4 lúc mà giá BTC đạt được khoảng chừng 64 là 64.000 đô lần đầu tiên trước khi mà điều chỉnh xuống 29.000 đó và chúng ta đang nhìn vào cái đường màu xanh dương các bạn thấy trên màn hình nhưng mà hôm nay đó thì chúng ta cũng thấy có một số lệnh lon bị thanh lý chúng ta nhìn vào đây là cái trang gọi là bybt.com hay là coinclass.com thì chúng ta thấy được là trong vòng 24 giờ qua đó tổng số lượng lệnh bị thanh lý là lên tới 740 40 9 triệu đô la những cái lệnh mà hợp đồng bị thanh lý con số này con số không có nhỏ nhưng mà nếu nói cao đây thường là hơn 1 tỷ nhưng mà các bạn thấy được là trong thời gian chỉ có là 12 tiếng qua thôi đã có là 653 triệu đô la lệnh bị thanh lý và đương nhiên khi các bạn nhìn bên dưới này đó cái đường màu xanh các bạn thấy trên màn hình ở những thanh màu xanh này đó chính là những lệnh lon thì phần lớn đương nhiên là lệnh lon bị thanh lý và tuy các bạn thấy được là có nhiều lệnh lon bị thanh lý ngày hôm nay nhưng mà chúng ta vẫn chưa có có thấy được đây là cái dữ liệu mà chúng ta tính theo giờ đó thì thật ra mà nói cũng đã thấy một cái sự điều chỉnh đi xuống cho cái đường màu xanh này nhưng mà các bạn thấy được là cũng không có điều chỉnh nhiều lắm chúng ta vẫn còn rất nhiều lệnh futures hiện bây giờ mặc dù đã có một số bị thanh lý trong vòng một giờ qua và bốn giờ qua thì cái số lượng bị thanh lý đó nó đã giảm xuống như là cái mức bình thường rồi giống như là các bạn thấy được bốn giờ qua chỉ có ba bốn triệu và một giờ qua chỉ có một triệu mà thôi đã giảm xuống nhiều Thêm vào đó nữa, chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những cái tài liệu on chain thông thường như bạn sẽ muốn biết được là trong cái tình hình này đó thì chúng ta thấy được là có nhiều BTC đẩy lên trên sàn hay là không và đây là BTC tính theo ngày đó thì các bạn thấy được là chúng ta liên tục có 4 ngày tính tới ngày 24 tây thì 4 ngày liên tục là chúng ta thấy Bitcoin được rút ra khỏi sàn chứ không phải là nạp vào rút ra nhiều hơn nạp vào và chúng ta nhìn vào những tài liệu mới hơn đi chúng ta bấm vào là tính theo giờ thì tính theo giờ đó thường nghĩ đã thường zoom vào các bạn thấy rõ hơn là trong thời gian hiện bây giờ và ngày hôm qua đó thì uh, các bạn sẽ thấy được là chúng ta sẽ tính là ngày 25 tây cho đến thời điểm hiện tại thì khi chúng zoom vào các bạn sẽ thấy được là cái tình hình bây giờ Tuy là chúng ta thấy được cái giá cả có có sự điều chỉnh xuống nhưng mà tính theo giờ đó, mấy giờ qua, bốn giờ liên tục chúng ta vẫn tiếp tục thấy là BTC rút ra nhiều hơn là nạp vào. Và các bạn thấy là hôm qua thì cũng có cái tình hình tương tự mà thôi. Và chúng ta nói tới Ethereum đó thì tính theo ngày thì Ethereum à, trong vòng 4 ngày qua liên quan đến cái số lượng Ethereum rút ra đó thì chúng ta thấy được là 4 ngày tính tới ngày 24 tây vẫn là nhiều Ethereum rút ra hơn là nạp vào thường bấm vào tính theo giờ đi để thường cho các bạn thấy được là cái tình hình từ ngày hôm qua tới thì đến bây giờ thì ra sao thì các bạn thấy được là vẫn là cái xu hướng là có y từ rút ra nhiều hơn là nạp vào mặc dù là giá cả hôm qua tăng lên rồi lại có cái sự đi xuống mạnh ở thời điểm hiện tại đó là cái tài liệu cho chúng ta thấy được là cho tới bây giờ vẫn chưa có thấy nhiều động tĩnh là có nhiều BTC đẩy lên nhiều hơn nạp ra thường nên khi các bạn nhìn vào những cái tài liệu như là well alert thì các bạn sẽ nhận đi những cái tài liệu là có nhiều bitcoin hay là ethereum đẩy lên trên sàn nhưng mà các bạn thấy được đó là một chiều mình thôi các bạn cần phải nhìn cái chiều bên kia là rút ra là bao nhiêu và dữ liệu bây giờ trên crypto hoàn cho thấy được là tính chung thì rút ra vẫn nhiều hơn là nạp vào đó là trả lời câu hỏi đó của các bạn và hiện bây giờ đó thì chúng ta thấy được là có thể là có những cái động thái là những cái quỹ đầu tư hay là những công ty lớn đó có thể là họ lo sợ liên quan dịch bệnh thì họ có thể là điều chỉnh lại cái danh mục của họ có thể họ bán một số tài sản mà trong đó có cổ phiếu và chúng ta có crypto nhất là bitcoin nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào đó dữ liệu liên quan tới hiện bây giờ đó là ai đang bán những người lưu trữ ngắn hạn hay là dài hạn thì dữ liệu này đó là tính theo lóc một lóc đó là khoảng chừng 10 phút trên mạng lưới của BTC thì cách hiểu đơn giản đó các bạn thấy được là nhìn vào những cái tài liệu mới nhất này đi thì khi mà con số các bạn thấy là con số nó để là STH không con số mà hiện bây giờ trong màn hình đó, nó để là 1.0022 đó thì một có nghĩa là cái Bitcoin di chuyển đó là không lời không lỗ hơn con số 1 nghĩa là Bitcoin di chuyển là lời và dưới con số 1 là lỗ và đây là chúng ta nói tới những nhà đầu tư ngắn hạn short term Hot dollar, thì chúng ta thấy được đó là trong thời gian gần đây nhất khoảng chừng là hai ba tiếng qua thì các bạn thấy được là cái sự bán đó mà chấp nhận lỗ đó là đến từ những nhà đầu tư ngắn hạn có nghĩa là các bạn thấy những chỉ số này là dưới con số 1 0.99 hay là 0.97 nhưng mà ngược lại những nhà đầu tư dài hạn đó họ có quản hốt bán bây giờ hay là không thì Chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn vào những nhà đầu tư dài hạn Này là Long Term holder những nhà đầu tư dài hạn thì cũng tương tự mà thôi Các bạn thấy được là khi thường zoom vào đó, đây các bạn thấy rõ hơn Thì chúng ta sẽ thấy được là những cái chỉ số này đó là trên con số 1 Mỗi một cái điểm này là khoảng 10 phút thì các bạn thấy được là vẫn là trên con số 1 Có nghĩa là những nhà đầu tư dài hạn bây giờ họ vẫn chưa có quản hốt như là chúng ta thấy những nhà đầu tư ngắn hạn Mặc dù lỗ họ dẫn chuyển BTC của mình, đây là ngắn hạn dưới con số 1 dài hạn là hơn con số 1 Có nghĩa là bây giờ những nhà tôi dài hạn họ vẫn tiếp tục là không có lo ngại nhiều Ở thời điểm hiện tại những nhà tôi ngắn hạn là những người mà lo lắng và một điều khác nữa Thuận đang nhận ra được đó là khi mà chúng ta nhìn vào đây là trang CoinMarketCap Và tới thời điểm bây giờ đó các bạn thấy được là cái phần trăm vốn hóa của BTC là 41,7% của tổng thị trường Thì điều này á, tại sao là quan trọng khi mà Thuận zoom ra đó thì chúng ta thấy được chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này đi cái đường màu cam trên màn hình đó chính là cái phần trăm vốn hóa của BTC thì rất rõ ràng là các bạn thấy được là từ ngày 18 tây tháng 11 tới bây giờ thường chuyển trở lại ngày 16 tây đi thì có nghĩa là trong vòng 10 ngày qua thì trong vòng 10 ngày qua các bạn thấy được cái đường màu cam này đó không những là không tăng mà còn xuống và đặc biệt là chúng ta thấy là ở ngay cái thời điểm hiện tại đó chúng ta vẫn chưa thấy có dấu hiệu là cái đường màu cam mà tăng lên thường đó những lúc mà chúng ta thấy là những nhà đầu tư riêng lẻ đó những thường các bạn đó, nếu như mà lo sợ thì sẽ bán những cái con của mình và sẽ dẫn đến là đẩy cái phần trăm vốn hóa của BTC tăng lên tại vì nhiều người đó họ thích lưu trữ BTC trong những lúc mà họ thực sự là lo sợ bây giờ thì cái chỉ số BTC ngày hôm qua thì cũng tương tự như ngày hôm nay mà thôi khoảng chừng là 40-41% phần trăm và chúng ta cũng mới nhìn vào cái dữ liệu liên quan tới những đồng lớn thì các bạn thấy được là những đồng lớn bây giờ xuống phần trăm cũng tương đương như là BTC 8 9 tới 10% trong khi mà các bạn thấy những ngày mà thực sự mọi người lo sợ đó thì những phần trăm này sẽ gấp đôi phần trăm của BTC. Bitcoin có thể xuống 5%, những đồng khác có thể xuống 10 thậm chí là 15%. Hôm nay những đồng lớn đó, thì phần lớn là đi cùng một nhịp với lại BTC, có nghĩa là chúng ta vẫn chưa thấy cái sự hoảng loạn thực sự đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ cái sự lo ngại bây giờ đó có thể chỉ là tạm thời mà thôi liên quan tới dịch bệnh cũng như là cái việc liên quan tới uh, những cái lệnh option đáo hạn hôm nay đây thì cũng sẽ qua thôi tại vì hôm nay đã đáo hạn rồi thì uh, thường muốn nhắc nhở các bạn đó là từ cái ngày thanksgiving năm ngoái tới bây giờ đó từ ngày lễ uh, năm ngoái tới bây giờ đó thì lễ tà ơn năm ngoái các bạn thì được tính tới thời điểm ngày hôm qua thì những cái chỉ số trên màn hình các bạn thấy được là những cái mà tăng trưởng nhiều nhất đó, là những crypto chúng ta thấy được là vàng thật ra xuống một phần trăm tính từ năm ngoái tới bây giờ thị trường bạc đó thì tăng một phẩy bốn phần trăm chúng ta thấy được là Facebook tăng 23%, Apple 39%, nhưng mà những phần trăm tăng trưởng mạnh đó là các bạn thấy được là Bitcoin tăng 214%, những cái altcoin còn tăng mạnh hơn nữa trong vòng một năm qua, Solana tăng 9.394%, Avalanche tăng 2 trong vòng năm qua thị trường đã tăng rất nhiều rồi và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào giá của BTC những ngày lễ tăng Steven thì các bạn thấy được là năm 2012 chỉ là 12 đô năm 2013 là 829 đô 14 là 376 đô 15 là 327 đô và các bạn hãy cứ tiếp tục là 16 là 740, năm 2007 là tới 8.000 đô, năm 2018 là 4.000 đô, năm 2019 là 7.000 đô, năm 2020 là 16.000 đô, năm 2021 là 58.000 đô. Thì các bạn thấy được là bất cứ một thời điểm ngắn hạn nào thì chúng ta cũng có thể thấy là giá cả của Bitcoin có cái sự đi xuống rồi đi lên. Nhưng mà đó không phải là điều mà Thuận quan tâm đâu, Thuận chỉ quan tâm đến tình hình dài hạn mà thôi. Tình hình dài hạn thì các bạn thấy được là dài hạn thì giá BTC tăng lên theo cái xu hướng của thời gian dài hạn đó mới là điều mà thường quan tâm hiện bây giờ và giá cả bây giờ tuy là như bạn cảm thấy là xuống mạnh nhưng mà các bạn cứ trở về cái đây hai tuần ba tuần đi thì những cái mức giá này đó cũng coi như là cao rồi các bạn thấy là Ethereum vẫn hơn bốn 000 đô Bitcoin vẫn là xoay quanh khoảng trên năm mươi bốn đô là không phải những cái mức giá thấp đâu đó là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội Cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những thông tin Như là Telegram channel, Facebook và Twitter Các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance cũng như là được giảm 5% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX và những bạn nào mà muốn nhận những cái bonus khi tham gia vào những sàn như là sàn Fasinmoon XBT hay là các bạn có thể tìm hiểu bonus đến từ sàn Bybit và hiện bây giờ ra sàn Bybit có một cái bonus đó chính là lên tới tối đa là 3.500 đô khi mà các bạn nạp tiền lần đầu tiên cũng như là các bạn được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên. Những sàn như là Bybit hay là mua XBT, các bạn có thể bấm vào cái liên màu vàng ở trên màn hình để tìm hiểu rút tính hệ trade miễn phí cũng như là những sàn như là sàn Margin FX và nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như là ứng dụng BlockFi đây là ứng dụng Lending có lại các bạn vẫn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô Và đương nhiên Crypto Khoan rất nhiều bạn đã quen thuộc rồi Đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain Một lần nữa Cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.